Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tốc độ phản ứng của người lái có sử dụng điện thoại giảm tới 50% so với bình thường. Đặc biệt, phản ứng khi gặp sự cố của người điều khiển phương tiện có dùng điện thoại chậm hơn 30% so với người vi phạm nồng độ cồn ở mức 80mg trên 100ml. Nói cách khác, mức độ nguy hiểm của việc dùng điện thoại di động khi đang lái xe, bất kể là phương tiện gì, còn cao hơn mức độ nguy hiểm khi điều khiển xe do uống rượu bia. Trong trường hợp người lái xe chở thêm người phía sau, độ rủi ro là không nhỏ. Bây giờ theo ý kiến cá nhân của Bình Lập thì tại sao, mắc cái gì mà người ta phải sử dụng điện thoại? Sao tại sao đợi chút xíu về nhà đi rồi xài? Dạ. Mà phải vừa chạy xe vừa sử dụng điện thoại. Em cũng là một người sử dụng điện thoại và em thấy được một cái sự hấp dẫn của cái internet bây giờ. Mình muốn gì là có cái đó. Có phim ảnh, có kịch, rồi có trò chơi, có thông tin, rồi thậm chí là báo chí, nói chung là thông tin bổ ích cũng có luôn. Cho nên rằng là mình muốn được cập nhật, mình muốn được biết cái thế giới ngoài kia nó như thế nào. Và giống như là mình bị thụ động về cái điện thoại đó, lúc nào mình cũng phải cầm cái điện thoại mình coi. Đúng, nó quá là hấp dẫn. Dạ. Cái thứ hai đó là thói quen. Là bởi vì mình đi đâu mình cũng sử dụng điện thoại. Mình trước khi ngủ mình cũng bấm điện thoại. Mình ngủ dậy xong mình cũng mở điện thoại của mình check ngay đầu tiên luôn, mở mắt ra là nhập cái điện thoại liền đó. Và thậm chí là khi mà mình vào toilet mình cũng phải cầm cái điện thoại lắm luôn, trời ơi, giống là sao giống nhau hết rồi. Rồi mình ăn, lúc mà mình ăn mình cũng cầm cái điện thoại mình lướt mình ăn. Rồi cho nên là mọi thứ nó trở thành thói quen. Cái đâm ra là lúc nào trên tay mình cũng cầm cái điện thoại. Mình vô tình mình quên đi là trong khoảng thời gian mình lái xe mình cũng phải cầm điện thoại. Nó như thói quen mà mình không hay biết đó chị. Cái điện thoại nó giống như là cái vật bất ly thân của mọi người vậy đó. Chị cảm giác cái điện thoại nó có một cái ma lực gì, nó hấp dẫn con người ta mà người ta không thể buông nó ra một cái lúc nào, ngay cả lúc ăn, lúc ngủ, lúc nghỉ. Dạ, mà bây rồi. Giờ đi ra tham gia cái lưu thông ở trên đường phố mà họ vẫn ôm luôn cái điện thoại. Quỳnh Lập cũng là một người trẻ nè, năng động nè, rất là nhiều xô chậu nè. Dạ. Và cũng thường xuyên làm việc trên điện thoại nè. Dạ đúng rồi. Em có thấy cái dấp dáng, cái hình bóng của em trong đó không? Em không dám cầm điện thoại luôn chị. Là bởi vì khi bản thân em là người tay chân là nó hơi yếu. À. Mà em ví dụ mà em sử dụng một tay mà một tay em cầm điện thoại như vậy thì em bản thân em thấy em không có đủ khả năng để mà có thể vừa tập trung chạy xe và vừa tập trung một cái điện thoại. Nó rất là lộng cộng đúng, dạ, không? Đúng rồi. Xử lý cái xe không còn chưa dạ, xong. Dạ đúng rồi. Và mỗi lần mà em có điện thoại là em bắt buộc em phải tấp vào lề rất là sát để mà em nghe. Nghe điện thoại còn đỡ. Nhắn tin nó mới siêu. À, nhắn tin là phải chờ tin nhắn rồi còn đó. Sao được ta? Smartphone là hình như mình xài hai tay. Đúng rồi, phải xài hai mình tay với một tay không cầm, một tay thôi mình cầm đã nguyên một cái điện thoại của còn mình. Còn hồi xưa là cái điện thoại bấm cái bấm một tay vậy nè. Mà chị nói nếu mà nói chạy xe Honda nó rất nguy hiểm ở cái chỗ nè. Nếu chạy xe số thì là cái tay này là phải rùn ga. Dạ, đúng chưa? Thì cái tay này nếu mà cầm điện thoại á thì có cái sự cố gì đó là mình thắng cái mình chụp. Mình à xe số đúng không, mình thắng chân cũng được, thắng chân nhưng mà mình hay bị quản hồn hết. Yeah. Nó nhủi tới đằng yeah. trước. Mà xe tay ga càng cực kỳ nguy hiểm, tại vì cái xe tay ga đó bên này mình rù ga thì bên này mà có sự cố gì mình cầm điện thoại bên đây mình giật mình bóp một cái là nó bị thắng bánh trước á. Yeah. Tay xe mình nó nhõng thắng rất là gấp, thắng gấp là nó cái xe mình nó đây đánh một vòng 180 độ nó nhõng ra luôn. Yeah. Như vậy nó rất là nguy hiểm. Mà bây giờ chị tưởng thấy ra ngoài đường là người ta vẫn cứ vừa sử dụng điện thoại mà vẫn vừa cứ chạy xe là cái chuyện hết sức, mà họ không hiểu rằng chỉ cần một cái lơ là một chút xíu thôi. Nhưng mà thì tức bây giờ em trả lời cho chị biết tâm lý tại sao họ làm như vậy. Những cái biến cố vẫn chưa xảy ra với mọi người nên mọi người đâm ra mọi người chủ quan. Đừng có đợi là mất bọn lo làm chuồng, cực kỳ nguy hiểm. Sử dụng điện thoại khi mà đang tham gia giao thông là cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ để chị review lại cái thời gian mà chị chạy Honda. Trời ơi, chị là một tay lái cừ khôi. Kiểu như phải xe cũng có lớn mà. Xe kiểu như hồi xưa 125, 150 rồi đó. Cái xe mà chạy ồn đúng không chị? Kiểu hồi xưa mấy xe là gọi là gì ta, giống như mô tô, dạng mô tô. Không phải mô tô. À? Model là chúa. À. Xe đó. Càng túi người xuống mà chạy lắm lắm vậy đó. Sao mấy chiếc xe nó không có thấy nữa. Yeah. Chị là cũng thuộc loại là chạy xe là coi như là gọi là tay lái lụa. Nhưng mà chị có mấy kỷ niệm là chị bị giật điện thoại. Là bị giật luôn hả? Bị giật điện thoại luôn. Ờ, vừa chạy vừa nghe điện thoại là bị giật. Lúc mà chị nghe điện thoại là chị có tấp vô lề chứ không phải là chị vừa chạy vừa nghe. Yeah. Tấp vô lề mà nghe bên tay phải. À. Tại vì kỹ lắm rồi đó. Yeah. Vậy mà nó vòng vô trong lề giật cái leo thì chạy luôn. À. Chị đâu có làm gì kịp. Yeah. Mình điện thoại là xong rồi. Chưa kịp thoại được hai chữ điện thoại đó là điện thoại lắc siêu rồi. Mình mới nói cái chuyện là bị cướp thôi đó. Dạ. Chứ mình chưa nói tới chuyện tai nạn giao thông. Dạ. Không chỉ đối với xe máy, nhiều người điều khiển phương tiện là xe hơi cũng sẽ gặp rủi ro
nếu sử dụng điện thoại. Nhất là khi ô tô chạy trên các tuyến đường cao tốc với tốc độ cao, mức độ nguy hiểm sẽ tăng cao hơn do phản ứng chậm. Hoặc khi vừa điều khiển xe, vừa dùng điện thoại, tại các tuyến đường hai chiều có giải phân cách, có thể khiến tài xế mất tập trung, dẫn đến lạc tay lái, đâm vào giải phân cách, lấn sang làn đường bên cạnh, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Nghị định 46 năm 2016 của Chính phủ được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2016 quy định mức xử phạt đối với hành vi sử dụng điện thoại di động khi lái xe hoặc các phương tiện như ô tô từ 600.000 đến 800.000 đồng. Về cơ bản, sẽ có hai hình thức xử phạt được áp dụng, đó là xử phạt trực tiếp tại chỗ và xử phạt nguội thông qua hình ảnh được ghi lại từ camera giám sát giao thông hoặc camera giám sát hành trình. Mà chị không hiểu sao có những người, thí dụ thôi công việc đã đành đi, mình tấp vô, mình giải quyết nói vài ba câu rồi mình đi thì thôi, cái đó cũng tạm chấp nhận. Còn cái này là vừa lái xe mà vừa nói, mà nhiều khi tám chuyện, mà nói chuyện vui đùa. Rồi thậm chí em, cái thời mà game, cái gì mà game mà dạng em đi đạ, đi mua game mà đấu, mà đánh mà vua chúa rồi đi mua kim cương, ngọc xoàng, nhẫn gì đó. Cái game online, đấu với nhau online. Em vừa chạy xe vừa chơi game em. Trời ơi, rồi còn thoại nữa, rồi tại sao mày ăn con đó, tại sao mày không đánh con đó, đó đúng không? Ta mới được con kia vô mua như mày nhiều tao con này con nọ. Ủa vậy là... vậy tâm trí đâu chạy xe? Họ coi trọng tính mạng con game mà xem thường tính mạng bản thân mình người khác. Thì không thể hiểu nổi luôn. Vừa chạy gì mà vừa cầm cái điện thoại mà chơi game được thì hay thiệt luôn. Rồi cái đầu óc mình nó phân tâm, rồi làm sao mình xử lý được là ai bên đường xá như thế nào. Đừng nói gì chặt cổ gà cái thôi cũng đủ văn rồi. Rất là nguy hiểm. Thời buổi công nghệ phát triển nè, đi không đa ôm rồi bây giờ mấy cái xe công nghệ á là họ vừa chạy vừa dò đường. Ngay cả taxi cũng vậy, chế luôn nguyên một cái khung, nguyên một cái khung bằng sắt thì đó, bỏ nội vô lấy bằng kẽm quấn đó, đó. Người ta cũng sợ bị cướp cho nên người ta bảo vệ, nhưng mà chị thấy hình như nó vẫn hơi nguy hiểm, tại vì chạy mà vừa chạy vừa dò đường. Trước khi chạy á mình coi trước đi. Dạ đúng rồi, mình coi cái tuyến đường đi ha, rồi mình chạy. Chứ chị thấy mà vừa chạy vừa dò vậy thì chị thấy nó cũng hơi nguy hiểm. Dạ em cũng đã từng gặp một cái trường hợp luôn, là vừa chạy và vừa dò địa chỉ á chị, là đang chạy thì anh ta cũng quan sát trong cái điện thoại cái bản đồ của mình, thì đang chạy cái bất chợt cái anh quẹo bản đồ, chỉ quẹo là anh quẹo liền theo bản đồ, cho nên là cực kỳ nguy hiểm luôn. Và có một đợt là suýt nữa là có xảy ra tai nạn. Và bây giờ các Tường xin mời tất cả quý vị vào Huỳnh Lập sẽ theo dõi một cái clip sau đây để xem ý kiến người dân như thế nào về việc tham gia giao thông và sử dụng điện thoại. Dạ. Xin mời. Nghe nhạc thì em không có, nhưng mà có nghe điện thoại hay là xem Google Maps để mình vừa đi trên đường và vừa xem trên điện thoại đó. Mình không có vừa chạy xe vừa nhắn tin hay là vừa chơi game đâu, như vậy nguy hiểm lắm. Nguy hiểm cho mình đã đành mà nguy hiểm cho người khác nữa, cho nên là phải an toàn không sử dụng điện thoại khi lái xe. Mình di chuyển bằng Grab khá là nhiều, các bạn nhất là các bạn Grab thì các bạn vừa đi vừa xem bản đồ để đi đưa khách rất là nhiều. Nếu như mà mình vừa chạy xe mà mình vừa nghe điện thoại ấy, thì mình sẽ bị sao nhãng và mình không biết được bên cạnh mình là ô tô hay xe máy đang chạy đến chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy người ta đang chạy xe xong người ta rút điện thoại ra rồi nhắn tin thì người ta ủ cho người khác, tại vì không có kiểm soát được cùng một lúc hai việc á, mình vẫn có thể tông xe khi mình sử dụng điện thoại. Cái luật mình chưa nắm luật. Em nhớ không lầm là hồi xưa mà lúc mà còn chạy xe, em còn chạy xe hai bánh mà em cũng có nghe nói rằng là vừa chạy xe vừa nghe điện thoại cũng bị công an. Thì đúng rồi, nhưng mà có luật nhưng mà người dân mình chưa nắm luật hoặc là cái luật nó chưa được triển khai một cách triệt để. Nếu mà luật cái gì em nghĩ rằng là cần phải triển khai, giống như cái luật mà cái đợt mà đổi nó bảo hiểm á chị. Đó. Phải toàn dân và phải thực hiện liền. Đúng rồi, tại vì cái này nó rất là nguy hiểm, cái này nó ảnh hưởng đến tính mạng không phải bản thân mình mà của những người cùng tham gia giao thông. Đâu phải mình té xuống là cái thân mình chịu đâu. Té xuống nhiều khi mình va quẹt người này người kia, rồi có những người vô tội bị dướng theo những cái bất cẩn của mình mà người ta bị dính theo luôn. Cho nên là luật thì có rồi, thì bây giờ mình phải làm sao tuyên truyền. Em nghĩ rằng là có thể là báo chí, tiểu phẩm hoặc là những mấy người đó thích coi sử dụng điện thoại đó thì mình tuyên truyền. Có nghĩa rằng là mình phải cho người ta biết rằng là cái khoảng thời gian sử dụng điện thoại như thế nào là hợp lý, chứ không phải rằng là mình sử dụng những cái phương tiện ở trên YouTube và người ta sẽ coi mỗi lúc mỗi nơi. Vậy em mình đưa ra cái giải pháp. Thứ nhất là mình phải, luật là có rồi. Dạ, có. Cấm sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Dạ. Bây giờ mình phải đưa vô cái mức phạt nó cao lên. Người ta nói là tôi chỉ sử dụng điện thoại trên xe thôi mà sao phạt nặng, nhưng mà em nghĩ những vấn đề này không phạt nặng thì người ta sẽ không sợ. Đúng rồi.
Nhưng mà xe Honda bắt phạt liền thì cũng dở xe, ngồi xe hơi rồi, mình sử dụng cái điện thoại, cái công an thổi bỏ xuống không có bằng chứng thì sao? Ừ, không có bằng chứng. Cãi nữa, ra cãi lộn, cãi tay đôi nữa. Luật là một chuyện, luật thì thật sự chúng ta có lâu rồi. Dạ. Bây giờ mình phải tuyên truyền luật và mình phải cho là người dân hiểu được cái sự quan trọng và cái sự nguy hiểm khi mà chúng ta vừa tham gia giao thông mà vừa sử dụng điện thoại, nó xảy ra những cái tai nạn thì nó nguy hiểm như thế nào. Dạ. Phải có những cái tuyên truyền, giống như em nói là tiểu phẩm hay hình ảnh gì đó. Dạ. Để cho người ta thấy phải ghê sợ cái vấn đề đó, người ta hạn chế. Cái thứ hai, cái này đúng là phải kêu gọi tự bản thân mình phải ý thức, đó là cái tính mạng của mình và của những người tham gia giao thông cùng trên đường của mình. Dạ. Mình ngu dốt á, mình chết một mình để lại hậu quả gia đình mình tan thương, con cái, vợ chồng đủ thứ hết, người ta nữa rồi còn đụng tới người ta không có bị gì hết mà mình. Dạ. Đụng vô. Cho nên là bà con cô bác ơi, khi tham gia giao thông thì mình phải hết sức là tỉnh táo, cái gì cần làm, gì không nên làm, thà chậm một chút xíu công việc, cái số điện thoại còn lưu đó một tí xíu, tới nơi rồi mình gọi. Dạ. Lại cho người khác cũng không có sao. Giống như bây giờ Tường hiểu rồi, từ bây giờ Tường tính mạng là quan trọng nhất, cái show đó nó mời mình chắc chắn chút nó sẽ điện nữa. Còn đã nếu mà đã mất cái show đó, mình trễ cuộc điện thoại đó không mời mình, có nghĩa là cái duyên cái đó nó không phải của mình, là nó không phải của mình. Đúng rồi. Bật xi nhan vào lề và nghe điện thoại bằng tay phải. Người đi chung xe nên nhắc nhở nếu tài xế vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Tài xế có thể sử dụng tai nghe Bluetooth và nên nói ngắn gọn. Nếu bị giật điện thoại, hãy cố nhớ biển số xe kẻ cướp để báo công an. Người đi đường hãy hỗ trợ lẫn nhau nếu xảy ra va chạm. Có một câu cũng liên quan đến giao thông là sử dụng rượu bia thì không chạy xe, mà một khi đã chạy xe thì không sử dụng rượu bia. Thì bây giờ là sử dụng điện thoại thì không chạy xe, mà một khi đã chạy xe thì không sử dụng điện thoại. Công việc thì mình khuyên người ta, ta còn hiểu nha. Còn yeah. Những đứa mà kiểu mà dạng chơi game với tám chuyện là cái đó bó tay rồi đó. Chứ bây giờ mình phải nói rằng là thà con game chết chứ đừng để mình chết. Tại vì mà mình mà chết rồi mình sẽ không chơi game được nữa. Đấy. Đúng rồi, em thấy cảm giác của nó đúng mà. Chứ bây giờ mà họ quan trọng cái tính mạng của con game, nhưng mà họ không quan trọng tính mạng của họ đang điều khiển giao thông. Hiểu rồi. Không thể chấp nhận được những cái tình huống đang lái xe, đang làm một cái công việc mà nó ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh, mà mình lại làm một cái công việc khác, mà công việc đó là công việc rất là vô bổ. Yeah. Còn nếu thật sự chúng ta có công việc gì gấp cần giải quyết thì mọi người hãy nên từ từ tấp vào lề, tìm một cái nơi mà phù hợp để chúng ta an toàn, rồi lúc đó chúng ta trả lời điện thoại hay nghe điện thoại hay để giải quyết công việc, thì cái đó không ai ngăn cấm chúng ta cả. Yeah. Còn tuyệt đối khi đang tham gia giao thông thì không nên sử dụng điện thoại. Cảm ơn Quỳnh Lập rất là nhiều vì đã cùng quan điểm với chị Tường trong cái chuyên đề ngày hôm nay. Yeah. Và để đưa ra những cái hình ảnh để cho tất cả mọi người xem, mà chúng ta phải sực tỉnh, chúng ta ai mà lỡ có vì ham mê công việc quá mà hay là có những cái thói quen mà cứ ôm điện thoại khư khư khi mà ra đường, khi tham gia giao thông, thì hãy nhìn lại vấn đề ha, hãy thức tỉnh kịp lúc, đừng để mọi thứ thứ trở nên quá muộn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương mục Cái Nóng ngày hôm nay và xin gặp lại vào chuyên đề ngày mai. Xin chào.